Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều các tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp vinh hĩnh, trúng số bất ngờ, đổi đời ngoạn mục, giàu có hơn người. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, hưởng lộc bề trên, đúng tháng 3 âm lịch 2024, thầy Tử Vi lộ thông tin chính xác về cuộc đời tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Vượt mọi chông gai, đánh bay trở ngại nhờ vận may khởi sắc, bứt phá ngoạn mục, có tiền tỷ cầm tay. Kính thưa quý cô bác anh chị, tháng 3 âm lịch, kênh Minh Đường Tử Vi nguyện chúc cho quý cô bác anh chị đang theo dõi video sẽ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Minh Đường Tử Vi rất lấy làm biết ơn khi được gặp lại cô bác anh chị Giáp Dần 1974. Hy vọng những thông điệp được truyền tải đến quý cô bác anh chị ngay sau đây sẽ phần nào giúp cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc ngập tràn. Và trước khi đi vào nội dung chính, thì Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý cô bác anh chị Giáp Dần 1974 đã luôn đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong suốt chặng đường vừa qua. Mọi sự ủng hộ và đón xem của quý cô bác anh chị sẽ góp phần lớn lao đến đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi, công đức vô lượng này. Xin được hồi hướng đến toàn thể quý cô bác anh chị đã đăng ký theo dõi kênh, xem video, nhấn like và đưa ra những cảm nghĩ của mình bằng lượt bình luận bên dưới video. Và kênh Minh Đường Tử Vi sẽ liên tục cập nhật và cô đọng chất lọc những nội dung tinh túy nhất, chính xác nhất về vận trình của quý bản mệnh về tử vi 12 con giáp, cùng các nội dung đặc biệt hấp dẫn khác để mang đến cho quý cô bác anh chị những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong quá trình truyền đạt thông tin. Thì đội ngũ biên tập kênh không thể tránh khỏi những thiếu sót, và nếu có chỗ nào không phải thì mong quý cô bác anh chị Giáp Dần 1974 thông cảm, hoan hỷ và đồng hành, cũng như góp ý kiến để Minh Đường Tử Vi cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, để giúp ích cho đời và cộng đồng Tử Vi Việt ngày một phát triển. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Và ngay sau đây, không để cô bác anh chị Giáp Dần 1974 phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Kính thưa quý cô bác anh chị, và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 thân mến, dựa theo luận giải mới nhất từ các bậc thầy Tử Vi cho biết, bước sang tháng 3 âm lịch 2024, con giáp tuổi Giáp Dần, nếu như mệnh chủ biết và nắm bắt được cơ hội này, thì có thể đổi vận, đổi đời, giàu sang, hưng vượng đến vài năm sau. Vậy vận trình cụ thể trong tháng này, tuổi Giáp Dần sẽ gặp được những may mắn nào hay gặp phải những vận hạn ra sao? Xin mời quý cô bác anh chị cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi và lắng nghe những luận giải về vận trình tử vi chi tiết của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong tháng 3 âm lịch 2024 dưới đây nhé. Trước tiên, chúng ta cùng điểm nhanh qua tính cách của người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Người tuổi Giáp Dần tượng trưng cho sự uy quyền và tính liều lĩnh, thích mạo hiểm, thích làm những việc động trời để khiến mọi người phải chú ý tới. Tuổi Giáp Dần có tính tập trung cao. Khi họ đã làm việc gì thì quên hết mọi thứ xung quanh, luôn đem hết tất cả sức lực và tinh thần mà hành sự một cách thông minh, có tầm nhìn xa, rộng. Giáp Dần khi còn trẻ ham muốn học hỏi, thông minh hơn bạn bè cùng trang lứa, càng trưởng thành họ càng đam mê tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ ở xung quanh. Nếu phải lựa chọn giữa cuộc sống an nhàn bình yên, tầm thường với cuộc sống xa hoa sung sướng, thì Giáp Dần sẽ đấu tranh để hướng tới cuộc sống xa hoa, uy quyền. Giáp Dần 1974 là người không bao giờ ngần ngại lùi bước trước khó khăn, nghịch cảnh. Quan điểm của người này là khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội. Hãnh diện bấy nhiêu, Giáp Dần vẻ bề ngoài mạnh mẽ cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm họ lại là người sống giàu tình cảm. Họ rất thật thà chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối,
Lợi dụng ai? Giữa đám đông tuổi Hổ luôn năng động, nhiệt tình, nổi bật thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, dường như người này luôn lạc quan yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống bình thường. Người này khá hài hước và hiền lành, nhưng mỗi khi nóng giận nổi lên thì sẽ khó có thể kiềm chế được bản thân mình. Không ít lần cơn nóng giận ấy khiến cho họ mắc phải những sai lầm không đáng có một cách nghiêm trọng. Suy cho cùng, đó đã là bản chất của Giáp Dần rồi, nên khó có thể khắc phục được. Giáp Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị, họ sẽ không làm những công việc tầm thường vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm. Những chú hổ học hỏi rất nhanh, có thể nắm bắt mọi thứ trong chớp mắt, họ có thể dễ dàng chuyển từ công việc này sang công việc khác cùng lúc trong suốt cuộc đời mình. Giáp Dần đổi việc rất nhiều, họ thấy vui vẻ trong những vai trò khác nhau và làm tốt nhất khi phải gánh trách nhiệm trên vai, quyết đoán và dũng cảm. Nên tuổi Giáp Dần sẽ chẳng bao giờ lùi bước trước thử thách, nơi đâu có hiểm nguy khó khăn thì hổ sẽ lao vào, khi người khác trùng chân tìm lối khác, hổ cũng vượt lên trên đương đầu. Và khi không ai dám bảo vệ kẻ yếu, những người bị áp bức trấn áp bị chối bỏ, thì với lòng quả cảm không hề e dè hay sợ sệt, sẽ của những chú hổ cầm chắc tay kiếm lao vào kẻ địch. Giáp Dần mang đầy tính nhân ái, hổ dù mạnh mẽ nhưng trái tim luôn nồng cháy, cởi mở và chân thành. Giáp Dần luôn đấu tranh cho quyền lợi của mình và những người mà họ yêu thương. Họ là những người khó đoán và chưa bao giờ được đánh giá một cách đúng mức. Họ thích nghi nhanh và luôn là người dẫn đầu trong mọi cuộc chơi. Đó là những người thẳng thắn, trung thực, công bằng, luôn thể hiện những mặt tốt đẹp của mình với những ai quen biết. Họ tôn trọng truyền thống là một trong những nét tính cách đặc trưng của người tuổi Giáp Dần. Khi mà có một ai đó làm trái ý hay gây hại cho người tuổi Giáp Dần thì người đó hãy cẩn thận, bởi Giáp Dần có tính thù dai, lòng oán hận có thể khiến họ làm bất cứ việc gì, dùng bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Giáp Dần là những con người thời hiện đại nhưng không bao giờ đi ngược lại với văn hóa truyền thống. Họ rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ cho mọi người, nhưng một khi danh dự, lòng tự trọng của họ bị xúc phạm thì Giáp Dần sẽ căm ghét, ôm lòng thù hận người đó. Họ không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân, bởi vậy mà người này luôn cố gắng phấn đấu chăm chỉ làm việc, thời gian rảnh rỗi của họ là rất hiếm. Giáp Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi, điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin kiến thức ở bất kỳ đâu với con mắt nhìn xa trông rộng. Tuổi này có thể nhìn nhận phân tích vấn đề một cách logic, khoa học, ít khi họ mắc phải những sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Những việc người khác không làm được thì Giáp Dần lại giải quyết nhanh chóng. Lý do bởi họ không bao giờ sợ hãi khuất phục trước công việc khó khăn nào. Họ coi trọng danh dự và chữ tín của mình, có trách nhiệm với công việc và mọi người xung quanh. Chính vì thế, Giáp Dần thường hay ra tay bảo vệ những con người yếu đuối khổ cực. Giáp Dần rất mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của công việc. Họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có địa vị, quyền lực trong tay. Cuộc đời người tuổi Giáp Dần khá thăng trầm, khi lên voi lúc xuống chó, bởi lúc nào họ cũng thấy bất mãn, không vừa ý với chính mình. Hổ ở phương Đông là tượng trưng cho quyền lực, nhiệt tình và mạnh bạo. Họ cũng là một người vui tính, ưa kết bạn, thu hút sự chú ý của mọi người và rất khó nắm bắt. Giáp Dần luôn được mọi người kính trọng, nếu làm sếp thì sẽ khiến mọi người sợ sệt như cọp vậy. Họ có thể giúp gia đình tránh được nhiều nạn lớn với sự mạnh mẽ cùng sức sống sôi nổi lạc quan. Cuộc đời Giáp Dần sẽ khơi gợi những tình cảm trong lòng mọi người, khiến họ chẳng thể nào lạnh nhạt cô đơn. Nói tóm lại, người tuổi Giáp Dần đầy sức thu hút, sẽ trở thành trung tâm chú ý của mọi người, do sinh ra đã có tố chất không hề biết mệt mỏi và hơi lỗ mãn, nên thường hành động rất nhanh. Giáp Dần cũng là người đa nghi hay dao động, nên dễ đưa ra những quyết định vội vàng. Họ rất khó tin tưởng người khác và không bao giờ chịu để ấm ức giấu trong lòng. Đồng thời, Giáp Dần lại là một người thành thật, giàu tình cảm và khẳng khái. Hơn nữa, Giáp Dần còn có khiếu hài hước tuyệt vời. Đa phần tuổi Giáp Dần từ nhỏ đã không được may mắn về tình cảm, cuộc sống sau hôn nhân của họ sẽ không được may mắn như những tuổi khác. Tuy nhiên, trong công việc cũng như sự nghiệp thì có nhiều điểm sáng và khá thành công. Bước sang tuổi trung niên có vận may về tài lộc, của cải tích trữ nhiều, cuộc sống êm ấm, hạnh phúc về già, được hưởng phúc từ con cháu. Giáp Dần là mẫu người mạnh mẽ và phóng khoáng, cho nên những công việc ngoài xã hội sẽ rất thích hợp với họ. Tuy nhiên, họ lại rất biết cách chăm sóc người thân và dạy dỗ con cái, vì vậy đối với vấn đề gia đạo, Giáp Dần cũng có đạt được một số thành tựu đáng nể. Nam mệnh Giáp Dần xem tử vi thấy rằng, cuộc đời của Giáp Dần thường gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, giúp đỡ mỗi khi khó khăn hoạn nạn. Tuổi thơ dù không được sung sướng, đầy đủ như bao đứa trẻ khác, nhưng cũng không phải chịu khó khăn vất vả, nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp,
Giáp Dần có mối quan hệ rộng rãi và được mọi người xung quanh yêu mến kính nể, họ có thể dễ dàng đạt được thành công mà không phải trải qua những gian nan thử thách. Nữ mệnh Giáp Dần từ nhỏ đã không được may mắn về tình cảm, cuộc sống sau hôn nhân của họ sẽ không được may mắn như những tuổi khác. Tuy nhiên, trong công việc cũng như sự nghiệp thì có nhiều điểm sáng và khá thành công. Bước sang tuổi trung niên có vận may về tài lộc, của cải tích trữ nhiều, cuộc sống êm ấm, hạnh phúc về già. Được hưởng phúc từ con cháu, tuy lúc nhỏ phải chịu nhiều vất vả, nhưng lớn lên tình duyên lại khá tốt, có vận may về tài chính, cuối đời được hưởng phúc lộc. Tiếp theo chương trình sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, trong tháng 3 âm lịch 2024. Xem tử vi tháng 3 âm lịch, người tuổi Giáp Dần sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong công việc, khối lượng công việc nhiều và sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đồng nghiệp. Vì thế mà cơ hội thăng tiến của bạn trong thời gian này vô cùng ít ỏi. Tuy nhiên, trái ngược với phương diện sự nghiệp thì vận trình tài lộc được khai sáng. Nhiều may mắn bất ngờ đang chờ đón, thu nhập chủ yếu đến từ nghề tay trái hay những việc ngoài luồng. Người làm ăn kinh doanh cũng có một tháng khởi sắc. Do những áp lực và sức ép từ công việc ngày đêm phải suy nghĩ để công việc được tốt hơn đã ảnh hưởng tới suy nghĩ và giấc ngủ của bạn. Vì thế ảnh hưởng không ít tới sức khỏe của bạn. Đường tình duyên cũng bất ổn, tổng thể đào hoa kém sắc, khó có thể đạt được nhân duyên như ý. Các cặp đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn, bất đồng từ những chuyện nhỏ nhặt trong gia đình. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của sao chiếu mệnh và đoán định hung cát của tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, trong tháng 3 âm lịch cụ thể như sau. Xét về phương diện tình duyên. Xem tử vi tháng 3 âm lịch, đường tình duyên của tuổi Giáp Dần trong tháng 3 âm lịch không có nhiều tín hiệu đáng mừng. Các cặp đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn từ những chuyện không đáng nói. Điều này có thể do bức xúc dồn nén lâu ngày nhưng không được giải quyết mà ra. Bạn không có nhiều thời gian dành cho gia đình nên mối quan hệ giữa các thành viên cũng có phần lạnh nhạt. Dù những điều bạn làm là muốn tốt cho đối phương nhưng chưa chắc đã được đối phương chấp nhận. Hãy dành thêm thời gian để tâm sự, chia sẻ giúp mọi người có thể hiểu rõ thêm về suy nghĩ của bạn. Đừng áp đặt mong muốn của mình lên người khác, làm vậy chỉ khiến ta xích mích mà thôi. Ngoài ra, sao phi tinh tháng 3 âm lịch, quý bản mệnh nên đặt một bát nước sạch ở góc đông bắc trong nhà, nhớ thay nước hàng ngày, điều này có thể giúp cải thiện phần nào vận trình tình cảm của bạn. Xét về phương diện sức khỏe. Tình hình sức khỏe của tuổi Giáp Dần trong tháng 3 âm lịch không có gì đáng lo ngại cho lắm, tuy nhiên, bạn cũng cần nhớ phải giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, đừng âu sầu, ủ rũ mà tự khiến cho mình mệt mỏi căng thẳng. Đặc biệt, cũng đừng quá tham công tiếc việc mà ôn dồn mọi công việc khiến cho bản thân không còn thời gian cho việc ăn uống và thể dục thể thao. Những thói quen xấu đó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe về sau của mình. Hãy biết cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để có một cuộc sống cân đối. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp trong tháng 3 âm lịch. Trên phương diện sự nghiệp thì đây không phải là thời điểm thích hợp để bạn tiến hành những kế hoạch lớn lao của mình. Để có thể hoàn thành được những kế hoạch dự định thì chắc chắn bạn không thể thực hiện một mình được. Vì vậy, việc đầu tiên của bạn bây giờ là hãy tìm cách gắn kết lại mối quan hệ của mình với các đồng nghiệp trước. Bởi vì có thể một trong số họ sẽ giúp bạn dễ dàng hoàn thành mục tiêu nhanh hơn. Thời điểm này, dù làm bất cứ việc gì cũng cần phải thận trọng, chớ nên nóng vội, hấp tấp mà mắc phải sai lầm, tự mình đào hố chứ chưa cần tiểu nhân ra tay. Tuy nhiên, bên cạnh đó con giáp tuổi Giáp Dần lại bước sang một trang mới của sự nghiệp, cơ hội kinh doanh, việc làm sẽ được mở rộng hơn, đặc biệt là những người đang làm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Sẽ có những khách hàng chủ động liên hệ bạn để mua đất, mua nhà, nhờ đó mà quý tính chủ sẽ sớm có thể tích lũy được khối tài sản lớn gấp nhiều lần so với bây giờ. Những người đang làm công ăn lương cũng được hưởng phần may mắn đó khá nhiều, luôn nhận được những dự án mới, công việc mới, thậm chí trong thời điểm này chính là thời điểm vàng để tăng thu nhập, lương thưởng của bạn. Xét về phương diện tài lộc. Xem tử vi tuổi Giáp Dần trong tháng 3 âm lịch, con giáp này có thiên tài trợ mệnh nên đường tài lộc khá sáng. Tuy nhiên, đây là điềm báo tài lộc bất ngờ, dễ đến mà cũng dễ đi, cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng. Thu nhập trong tháng này phần nhiều đến từ nghề tay trái. Hãy cân đối sắp xếp thời gian hợp lý để không làm ảnh hưởng quá nhiều đến công việc chính của mình. Quý bản mệnh nên tận dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi vào cuối tuần để tăng thêm thu nhập. Có nhiều cơ hội để bạn phát huy năng lực của mình. Song, ngoài may mắn thì cũng cần phải chăm chỉ, kiên trì nữa, bởi lấy tiền của người khác vốn chẳng dễ dàng. Người làm kinh doanh cũng có một tháng tài lộc, giữa tháng mang theo những tia nắng ấm, xua tan những đám mây ảm đạm trong tháng này. Giáp Dần có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn,
lợi nhuận cũng tăng đáng kể, bù đắp những thiệt hại về kinh tế thời gian trước và bây giờ. Quý cô bác anh chị đang xem nội dung lộc về tới tấp tháng 3 âm lịch năm 2024, thầy tử vi nhận định tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, may mắn như hổ mọc thêm cánh, đổi đời ung dung tận hưởng. Xin mời quý cô bác anh chị hãy cùng tử vi tìm hiểu nội dung chi tiết vận trình tử vi từng tuần của tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974 trong tháng 3 âm lịch nhé. Đầu tiên là tử vi tuần 1 tháng 3 âm lịch 2024. Trải qua những khó khăn vào đầu tuần thì từ giữa tuần trở đi người tuổi Giáp Dần sẽ gặp được nhiều may mắn hơn. Quý bản mệnh hãy luôn giữ vững những quan điểm, chính kiến của mình và làm những điều mình cho là đúng, đừng để bị lung lay bởi quan điểm của người này người khác. Tình hình tài chính ít có điểm sáng, thời điểm đầu tuần chỉ có những người làm nghề tự do là nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức. Người làm đầu tư kinh doanh nhân thời điểm này để học thêm những kiến thức mới, tìm ra hướng đi đột phá cho mình. Quan hệ của các cặp vợ chồng vẫn khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn. May mắn là sau đó mọi việc lại trở nên bình ổn, hòa thuận như trước. Hai người hãy học cách đặt mình vào vị trí của đối phương, không quá hiếu thắng, chiếm thế thượng phong nữa. Về cầu quyết, sức khỏe nhìn chung ổn định, không có biểu hiện đáng lo trong tuần này. Những tuổi có thể mang đến may mắn cho bạn đó là tuổi Mão, tuổi Ngọ. Quý bản mệnh nên thận trọng với tuổi Dần, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, trắng, xanh lam, con số may mắn, 74 và 98. Tiếp theo là tử vi tuần 2 tháng 3 âm lịch 2024. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp thấy rằng tuần này là một tuần khá may mắn trên phương diện sự nghiệp của người tuổi Giáp Dần. Bạn nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình và được lãnh đạo đánh giá cao. Đây là động lực để bạn không ngừng tiến về phía trước. Phương diện tài lộc có đột phá vào những ngày cuối tuần, điều đó cho thấy đây là một khoảng thời gian khá vất vả nhưng thành quả bất ngờ. Công việc của bạn dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh, bạn đều có cơ hội vươn lên, chạm tay tới mục tiêu của mình. Tuy nhiên, với những người đã lập gia đình, tần suất tranh cãi giữa hai vợ chồng quý bản mệnh có chiều hướng tăng lên, dường như cả hai vẫn còn khá bướng bỉnh nên chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Nếu cứ tiếp tục thế này, rất có thể kẻ thứ ba sẽ chen chân vào mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Về câu quyết, tiền bạc có thể nhiều mà mất cũng không ít. Quý nhân, tuổi Thìn, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Hợi, màu sắc may mắn, xanh nước biển, xanh rêu, con số may mắn 09, 44 và 19. Tiếp theo là tử vi tuần 3 tháng âm lịch 2024. Tuần này người tuổi Giáp Dần gặp được may mắn nhưng cũng không tránh khỏi khó khăn. Chính quan cho thấy bạn nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và có cơ hội được cất nhắc. Tuy nhiên, kiếp tài khuyên bạn đừng vì thế mà kiêu ngạo, bỏ ngoài tai lời góp ý của người khác. Phương diện tài lộc tiến triển khá tích cực. Bắt đầu từ khoảng thời gian giữa tuần, quý bản mệnh có thể nhận được một khoản kha khá từ các công việc chính của mình. Nếu chăm chỉ làm thêm cuối tuần, thực thần cho thấy quý bản mệnh sẽ còn dư giả nhờ các khoản tiền tay trái của mình. Chuyện tình cảm của người đã lập gia đình lên bỗng xuống trầm, song may mắn đến cuối tuần mọi chuyện có dấu hiệu được giải quyết ổn thỏa. Vợ chồng bạn biết trân trọng nhau hơn sau mỗi hiểu lầm, đồng thời càng thêm hiểu về người bạn đời của mình. Về câu quyết, công việc trước thuận, sau nghịch, càng nâng cao khả năng thích nghi. Quý nhân, tuổi Thân, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Hợi, màu sắc may mắn, trắng, đen, con số may mắn, 90, 55 và 19. Tiếp theo là tử vi tuần 4 tháng 3 âm lịch 2024. Trong tuần cuối tháng này, tuổi Giáp Dần là người có cá tính mạnh mẽ kiên cường và không ngại đương đầu với mọi khó khăn thử thách, dù cho vấp ngã cũng chẳng sao cả. Bạn sẵn sàng đứng lên và tiếp tục đi về phía trước. Nhưng việc bạn quá mạnh mẽ và không cần ai hỗ trợ thì cũng chưa hẳn là cách khôn ngoan đâu nhé. Vận trình tình cảm không như ý, phần lớn là do sự cố chấp, thiếu sự thấu hiểu của bạn mà thôi. Quý bản mệnh cứ cố làm những việc mà bản thân cho rằng mình đúng mà không cần biết những suy nghĩ trong lòng người khác là gì. Ngũ quỷ hung tinh gây hại cho sức khỏe của bạn, nhất là những người tuổi Giáp Dần bị bệnh khó ngủ, thức khuya quá nhiều. Quý bản mệnh cần thay đổi lại giờ giấc sinh hoạt cho khoa học hơn thì mới mong thay đổi tình hình. Bạn là con giáp thông minh đỉnh ngộ, tài trí hơn người. Chính quan xuất hiện đầu tuần giúp cuộc sống của bạn gặp nhiều may mắn, công việc hanh thông, thế nhưng cũng đừng chủ quan khinh địch. Vì cuối tuần dự báo là sẽ có rắc rối không hề nhỏ, cho nên quý bản mệnh hãy cẩn trọng hơn. Về câu quyết, nỗ lực đang nhận được hồi báo xứng đáng, đạt nhiều bước tiến quan trọng. Quý nhân, tuổi Ngọ, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, xanh lá cây, nâu, con số may mắn, 87. 55 và số 10.
Và tiếp theo sau đây, xin mời quý mệnh chủ tuổi Giáp Dần hãy cùng chương trình điểm lại những diễn biến cuộc đời của mình từ lúc 20 tuổi đến hiện tại, xem có đúng như cuộc đời của mệnh chủ đã từng trải qua như vậy không nhé. Trong khoảng thời gian từ 20 đến 25 tuổi, quý bản mệnh sẽ trải qua nhiều biến động và thách thức trong cả cuộc sống cá nhân lẫn sự nghiệp. Năm 20 tuổi dường như là một năm khởi đầu khá thuận lợi, với một chút thành công trong tình duyên và sự nghiệp. Tuy nhiên, sẽ có những thử thách không tránh khỏi và quý bản mệnh có thể phải đối mặt với những khó khăn nhất định. Năm 21 tuổi đánh dấu một năm khá khó khăn, nên quý bản mệnh cần phải cẩn thận với tình trạng sức khỏe và an toàn cá nhân, việc làm ăn có vẻ ổn định nhưng không có nhiều cơ hội thăng tiến. Năm 22 và 23 tuổi, mặc dù có một số may mắn vào tháng riêng, những tháng còn lại trong năm lại đầy rẫy khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng vì thị trường luôn biến động và cơ hội sẽ đến khi bạn ít ngờ đến. Khi bước sang 24 và 25 tuổi, quý bản mệnh có thể cảm thấy được sự ổn định hơn trong cuộc sống và sự nghiệp. Mặc dù không có nhiều thành công lớn, những việc làm ăn đang đi đúng hướng và đủ để duy trì cuộc sống hàng ngày. Năm 26 đến 30 tuổi, quý bản mệnh sẽ trải qua một giai đoạn có nhiều sự phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp. Năm 26 tuổi, được đánh giá là năm thành công với nhiều cơ hội mới trong công việc. Tuy nhiên, 27 và 28 tuổi, mặc dù có một số thành công trong gia đạo, nhưng sự nghiệp có thể gặp phải một số khó khăn. Đây là thời điểm mà quý bản mệnh nên tập trung vào việc củng cố mối quan hệ gia đình và tìm kiếm cơ hội mới trong sự nghiệp. Năm 29 và 30 tuổi có thể mang đến một vài thách thức, đặc biệt là trong việc quản lý tài chính và giao dịch kinh doanh, nắm bắt cơ hội và cẩn thận trong việc ra quyết định là điều quan trọng trong giai đoạn này. Trong giai đoạn từ 31 tuổi đến nay, cuộc sống của bạn trải qua nhiều biến động và cơ hội mới. Năm 31 tuổi là một năm vĩ đại với thành công lớn về cả tài lộc và công danh. Quý bản mệnh có thể đạt được những mục tiêu quan trọng và nhận được sự công nhận từ xã hội, đồng nghiệp. Tuy nhiên, khi bước sang tuổi 32, quý bản mệnh có thể gặp phải một số khó khăn và thách thức, có thể có những trở ngại không ngờ đến trong công việc hoặc tài chính. Đây có thể là một thời điểm để quý bản mệnh cần cẩn thận hơn và tập trung vào việc giải quyết mọi vấn đề. Ở tuổi 33, việc quản lý tài chính quý bản mệnh nên cẩn thận và tiết kiệm hơn trong chi tiêu để tránh các rủi ro hoặc mất mát không mong muốn. Đối với tuổi 34, mặc dù nó có thể mang lại những thành công và may mắn, nhưng bạn cũng cần phải cẩn trọng với các quyết định liên quan đến việc kinh doanh hoặc nghề nghiệp, đảm bảo rằng bạn đã nắm bắt được tất cả các thông tin và đánh giá rủi ro trước khi đưa ra quyết định. Tuổi 35, có nhiều triển vọng tốt đẹp đang chờ đợi bạn trong công việc làm ăn và sự nghiệp. Đây có thể là thời điểm lý tưởng để bạn mở rộng kinh doanh hoặc tìm kiếm cơ hội mới để phát triển sự nghiệp của mình. Còn với giai đoạn từ 36 đến 40 tuổi, 36 và 37 tuổi có thể mang lại danh tiếng, nhưng về mặt tài chính thì không có gì đặc biệt. Quý bản mệnh có thể trải qua một giai đoạn ổn định, nhưng không có sự thay đổi lớn trong tài lộc. Tuy nhiên 38 và 39 tuổi, hai năm này có thể gặp phải những rắc rối không mong muốn, đặc biệt là vào tháng 12. Năm 38 tuổi và tháng riêng năm 39 tuổi, điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc cẩn thận và chuẩn bị trước cho các biến động có thể xảy ra trong cuộc sống. Trải qua giai đoạn từ 41 đến 45 tuổi, cuộc sống của quý bản mệnh có thể gặp phải một số thách thức và khó khăn. Năm 41 tuổi được dự báo là năm khá khó khăn với một số rủi ro về tài chính và công việc, có thể quý bản mệnh sẽ phải đối mặt với các chi phí không mong muốn hoặc mất mát tài sản, vì vậy cần phải quản lý tài chính cẩn thận hơn. Khi mà bước vào tuổi 42 và 43, hai năm này có thể mang lại những thất bại thách thức trong sự nghiệp và công danh. Mặc dù có thể gặp khó khăn trong việc tiến triển trong công việc, nhưng bạn vẫn có thể tận dụng những cơ hội nhỏ để cải thiện tình hình tài lộc và mối quan hệ tình cảm, có thể mang lại một chút an ổn trong giai đoạn này. Tuổi 44 và 45 có thể là thời gian để bạn tập trung vào việc ổn định và không nên đầu tư quá nhiều vào những dự án lớn hoặc việc đi xa. Thay vào đó, hãy tập trung vào việc xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai và giữ cho tài chính của bạn ổn định. Khi bước sang giai đoạn từ 46 đến 50 tuổi, cuộc sống có thể tiếp tục đối mặt với một số thách thức về tài chính và sự nghiệp. Năm 46 và 47 tuổi có thể là một giai đoạn khá khó khăn về mặt kinh doanh, nhưng cần kiên nhẫn và kiên định để vượt qua tuổi 48 và 49. Đều cần phải cẩn thận với các vấn đề sức khỏe và tài chính, cần phải có kế hoạch dự phòng cho mọi tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, khi bạn đón tuổi 50, sự nghiệp sẽ trở nên ổn định và mang lại những thành công và thành tựu lớn hơn. Bước vào giai đoạn từ 51 đến hiện tại, quý bản mệnh có thể thấy sự phát triển tích cực trong tài lộc và sự nghiệp, có nhiều triển vọng cho công danh, gia đình và mối quan hệ. Quý bản mệnh có thể tận dụng những cơ hội mới để phát triển bản thân,
Tuy nhiên, hãy cẩn thận với sức khỏe của bạn, đặc biệt là trong mùa đông khi có nguy cơ cao về các vấn đề liên quan đến sức khỏe. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung lộc về tới tấp tháng 3 âm lịch năm 2024. Thầy Tử Vi nhận định tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, may mắn như hổ mọc thêm cánh, đổi đời ung dung tận hưởng. Từ đội ngũ biên tập kênh, trong quá trình truyền đạt đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nếu có chỗ nào không phải mong quý cô bác anh chị thông cảm, hoan hỉ, đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kinh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Quý cô bác anh chị Giáp Dần, sinh năm 1974 thân mến, như chúng ta đã được biết, thì theo luật nhân quả thì thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật. Suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi thái độ ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy an yên như mơ ước. Vậy nên những thông tin trong video này, chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý cô bác anh chị Giáp Dần, sinh năm 1974, nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an hạnh phúc viên mãn.